Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 2 tháng 3, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ đón Đại tướng Yamazaki Koji, tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản, cùng các thành viên đoàn trong chuyến thăm chính thức Việt Nam. Sáng ngày 2 tháng 3, lễ đón Đại tướng Yamazaki Koji cùng các thành viên trong đoàn đã được tổ chức trang trọng tại trụ sở Bộ Quốc phòng. Sau lễ đón, đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Nhật Bản do đại tướng Yamazaki Koji, tham mưu trưởng liên quân Nhật Bản làm trưởng đoàn. Đánh giá kết quả quan hệ quốc phòng Việt Nam Nhật Bản, Thượng tướng Phan Văn Giang và đại tướng Yamazaki Koji thống nhất cho rằng, hợp tác giữa quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã được triển khai hiệu quả trên cơ sở tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng hướng tới thập niên tiếp theo giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Nhật Bản ký tháng 4 năm 2018. Các đoàn tàu máy bay, lực lượng phòng vệ Nhật Bản thường xuyên đến thăm, giao lưu với các đơn vị không quân Hải quân Việt Nam. Cơ chế tham vấn sĩ quan tham mưu của ba quân chủng lục, hải, không quân được duy trì thông qua các hoạt động tham vấn có hiệu quả. Chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên môn của Việt Nam được hai bên tích cực phối hợp triển khai, tổ chức các khóa tập huấn, trao đổi chuyên ngành trên các lĩnh vực như an toàn bay, y học hàng không, y học dưới nước, cứu nạn hàng không, công nghệ thông tin, an ninh mạng, công binh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc. Sự phối hợp, ủng hộ lẫn nhau giữa Việt Nam và Nhật Bản trên các diễn đàn đa phương, nhất là diễn đàn khu vực ASEAN và hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN mở rộng được tăng cường. Việt Nam ủng hộ các hoạt động trong khuôn khổ sáng kiến tầm nhìn Viêng Chăn do Nhật Bản đề xuất nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng ASEAN Nhật Bản. Ủng hộ Nhật Bản tích cực tham gia vào các cơ chế hợp tác góp phần duy trì hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới. Tại hội đàm, hai bên đề xuất một số nội dung hợp tác trong thời gian tới trong đó có việc tiếp tục triển khai trao đổi đoàn các cấp và các cơ chế hợp tác đã thiết lập. Việt Nam đề nghị Nhật Bản mở rộng loại hình đào tạo, tăng số lượng học bổng cấp cho học viên Việt Nam, nhất là chuyên ngành kỹ thuật, công nghệ cao và tiếng Nhật. Đồng thời, Việt Nam mời các sĩ quan cao cấp của Nhật Bản sang thăm dự khóa học quốc tế tại Học viện Quốc phòng và Học viện Quân sự Nhật Bản, sang học tiếng Việt. Đề nghị triển khai hoạt động liên kết đào tạo giữa Học viện Kỹ thuật Quân sự, Trường sĩ quan thông tin của Việt Nam với Đại học Phòng vệ và các nhà trường khác của Nhật Bản. Nhằm góp phần thúc đẩy hợp tác thực chất giữa quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng phòng vệ Nhật Bản, hai bên thống nhất xem xét đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đào tạo chuyên môn về y học dưới nước, y học tàu ngầm, cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ trang thiết bị y tế, trang bị cứu hộ nạn nhân trên biển cho hải quân Việt Nam. Đưa các đoàn tàu, máy bay của lực lượng phòng vệ Nhật Bản sang thăm Việt Nam. Đồng thời, Việt Nam Nhật Bản sẽ tăng cường hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học, y học quân sự, chia sẻ kinh nghiệm về cứu trợ thảm họa, hỗ trợ nhân đạo, hợp tác hỗ trợ với các nhóm giải pháp đồng bộ nâng cao chất lượng quản lý bệnh viện hiệu quả khám chữa bệnh chuyển giao kỹ thuật mới hai bên triển khai hợp tác trong lĩnh vực đóng tàu chuyển giao các công nghệ ngành đóng tàu quân sự hợp tác sản xuất các mặt hàng kinh tế Việt Nam đề nghị Nhật Bản hỗ trợ đào tạo chuyên gia kỹ thuật lĩnh vực công nghiệp quốc phòng tiếp nhận công nhân tay nghề cao sang làm việc tại Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm quản lý nhà nước về công nghiệp quốc phòng trong kinh tế thị trường tăng cường hợp tác xây dựng chiến lược phát triển lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam và tổ chức hội nghị gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Việt Nam, Đại tướng Yamazaki Koji và các thành viên đoàn đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đến chào xã giao Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thăm lữ đoàn 249, Bộ Tư lệnh Công binh, lữ đoàn 147, Bộ Tư lệnh Hải quân, tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa tại Hà Nội và Hạ Long.